Hello, chào các bạn. Mình làm tiếp một cái clip nhanh nha. Thanh lý đồ, xả đồ. Thì mấy nay cũng thanh lý xả được rất là nhiều đồ các bạn ha. Mình xả gần như là giá lỗ hoặc là thu vốn nha ha. Nhưng mà đa phần là lỗ. Ok. Cái này là anh khách đang tới lấy nè các bạn, 7kW nha. Vậy coi như là cái này là cái cuối cùng bên shop mình công suất cao nha. Còn nhỏ thì vẫn có. Thì cái này các bạn, sạc vô công suất cao á, dạo này gọi là có dự án mình mới lấy nha, chứ mình không đem về nữa tại vì bán rất là khó luôn. Con này bán cho anh khách gần như là thu vốn là chính các bạn ha, cũng có lãi cà phê nhưng mà không đáng kể. Có cái bộ mình ráp cho anh khách á, thì bộ đó thì nói chung lãi tiền công này nọ lãi ra, chứ cho nên là sạc vô sắp tới mình cũng không có lấy về nhiều nha. Chủ yếu là có dự án mình mới lấy. Ok, vào việc nha. Vào việc. Đây, siêu phẩm. Ôi, tay hơi dơ ha. Mình mới bị sinh xong các bạn. Ha. Pin mới về. Ôi, pin hơi lâu các bạn ơi, hơi buồn. Nhưng mà không sao. Pin mới về nha. Mình đóng pin Samsung. Thì mình sẽ lên mỗi cái một mẫu thôi nha các bạn. Pin tháo khối nha. Pin tháo khối thì bao các bạn xài nha, Samsung đó, cứ đè những cái loại này mà xài, chứ đừng có xài những cái loại nó không được ngon lắm. Hai bộ này bữa nay chuẩn bị để ráp một bộ cho khách nè, là còn một cái một nha, còn một cái 500W 12-24 đó. Hàng xịn sò. Ok, từ ngoài vô trong. Con này tiến khách tới lấy nha, lấy xong thì mình sẽ lấy không gian, mình dọn. Đây, ngày mai mình sẽ lôi hết ti thủy lực ra thanh lý cho anh khách nha. Thanh lý cho anh khách ở hình như Bình Định á. Thanh lý hết các bạn ha, đếm hết, đếm solo hết nha. Mình xả cái mẫu này ha, thứ nhất là mình thu về một ít vốn, thứ hai là mình lấy không gian. Và khoảng giữa tuần á, giữa cuối tuần á, mình sẽ cái này sẽ là cái để gói cái ti thủy lực luôn nha các bạn. Mấy cây nâng hạ nè. Cái này sẽ là cái gói nha. Mình giữ lại để gói đồ luôn. Gói ti thủy lực. Và ngày mai mình sẽ mình chia ra các bạn. Tại vì nó nặng quá thì khiêng lên xe không nổi nha. Chia từng kiện ra. Ngày mai ship ra chành xe cho anh khách nè. Còn cái này thì cuối tuần nha. Mình cũng đang xả. Cuối tuần mình sắp gọn vô trong hết. Lôi con robot ra. Cuối tuần mình sẽ xẻ thịt con robot đó mình bán nha. Khách nào cần thì liên hệ với mình. Còn cái này mình sẽ xé chất gọn bên trong. Cái này vẫn đang thanh lý nha. Con này mình đang lấy một cái bộ khung về mình làm máy ép thử có được không nha. Nếu máy ép mà ép cỡ ti sắt cỡ 10 ly, 12 ly á, 16 ly đổ lại á, là rất là ngon ha. Hoặc là mình gắn luôn cái motor mình điều khiển thử coi. Để bán cho được việc. Còn bữa nay về mấy cái mâm. Hai cái này thì mình sẽ giữ là một cái. Mình đưa lên cái chỗ này nè các bạn. Mình cái bệ xay nè. Mình sẽ đưa nó lên trên đây luôn. Đưa nó nằm ở trên đây luôn, cái mặt này luôn nha. Đó, và mình từ mình làm một cái bộ điều khiển xoay. Inox. Quá đã. Inox các bạn. Cái này mặt dưới nè. Các bạn thấy là nó có một con motor giảm tốc ở đây nhỏ nha, nó gắn vô đây. À, nó bắt vô mấy cái răng này nè. À, con này là chuyên dụng nha. Khỏi cần chế cháo. Hàng này bao tải các bạn 1 tấn. Tấn. Cụm này 14 ký mấy. Mặt này mặt xoay nha, mặt xoay. Hàng chuyên dụng. Quá tuyệt vời. 1,6 triệu một cái. Còn cụm này 1,4 triệu mình đang thanh lý, 1,4 triệu một cái. Đó, để như vậy 1,4 triệu. À, hộp số harmonic 130. 30 40 gì đó các bạn. Cỡ 40 quá. Để mình đo lại cái này chính xác coi, tại vì nó liên quan tới cái tời. Khách nào cần tời cẩu thì mình sẽ thay cái sạc vô có thắng nha, hiện tại nó không có thắng. Động cơ 400W. Ok rồi, vào việc thanh lý đồ tiếp tục. Đó. Tiếp tục thanh lý đồ. Vô trong đây. Mẫu
mỗi ngày mấy ngày nay mình thanh lý được rất là nhiều đồ nha. Mới về được một cặp motor IPM. IPM á, để mình làm một clip liên quan tới nó nha. Có driver hãng luôn. Đó, con này thì khá là hiếm trên thị trường. Sẹt vô brushless chứ IPM thì mình thấy nó hơi hiếm nha. Ngày xưa mình có. Ngày xưa mình có nhưng mà nó không có giảm tốc. Làm chế phát điện cực ngon luôn. Con này các bạn 400W nè, giảm tốc 130, cốt âm 30. Giảm tốc tỷ lệ 140, có thắng từ 24V. Con này các bạn chế tời, chế rất là nhiều ứng dụng nha, chế tời chế gì cũng được, chế rất là nhiều ứng dụng. Đó, đầu ra ở 48V chuẩn là 65 vòng phút nha. Con này với cái IC là 1.650.000. Giá này đã hết giá rồi. Giá bao ship. Đây, tiếp tục là thanh lý đồ các bạn. Cái giảm tốc Boston 1140 nha, 140. Cái buli mình tháo mình bán cho khách rồi, tại vì khách cần. Cho nên cái này mình sẽ giảm lại còn 550k bao ship. Coi như mình thu về chưa tới 550k hả? Thu về tầm 480. Hàng giảm tốc Boston của Mỹ nha. Cái này mình xả luôn các bạn ha, xả mẫu bỏ mẫu luôn. Bên bãi có nha, khách nào cần thì mình sẽ lấy thêm, chứ hiện tại thì bỏ mẫu nha. 140 Boston của Mỹ. Bữa nay có khách lên kênh hỏi anh có hộp số giảm tốc trục vít không? Con này là trục vít nha. Còn mấy con này là trục vít nha các bạn. Các bạn nếu các bạn chưa từng tháo ra, các bạn lên mạng tra hộp số trục vít nha, thì con này nó sẽ ra. Bên trong nó có cái này là trục vít nè, cái này thì nói chung hai bên nó trục vít nha, nó khớp lại với nhau. Đó, 550k bao ship. Tối nay còn thời gian thì mình sẽ lên mấy bộ này các bạn ha, lên bán rẻ. 1.250.000 bao gồm IC luôn IC nha, đã đấu sẵn hết nha, khách về chỉ việc xài, có thắng từ. Đó. Con này các bạn chạy từ 48 đổ lên thì cực kỳ ngon, ha, khỏe. Chế tời các kiểu. Chế tời ok nha các bạn. Hộp số 115 nha. Còn hai bộ này nếu mà bán không được các bạn, mình sẽ xẻ thịt ta. Xẻ thịt mình bán. Xẻ thịt mình bán nha, mình sẽ nghiên cứu. Ở đây mình thấy được một cái nha. Ở đây là đang lắp con động cơ bước size 86 size lớn nè, qua giảm tốc qua nhông lên đây. Thì khi con động cơ bước nó quay á, cái cụm trên đây nè các bạn, nó sẽ xoay tròn 360 độ luôn. À, nó xoay tròn luôn, tháo bỏ cái này đi. Tháo bỏ cái gờ này dưới đây đi. Cái nhông này nè, cái nhông này các bạn, cái nhông này nha, nó sẽ ăn qua bên đây, chính là cái nhông này nha, nhông này. Và cái nhông này nó truyền lên hộp cái răng này, thì cái nhông này nó truyền lên cái răng này, cả hai tỷ lệ giống y chang nhau nha. Tại vì khi mà động cơ nó xoay á thì thằng này á, nó sẽ xoay, cả hai bên đều cùng xoay nha, nó cùng làm việc, tại vì nó là một trục nha, để nó bẻ các bạn. Đây nè, cái phần lõi bên trong là nó bắt liền giữa động cơ này giữa hộp số bên đây với hộp số bên đây. Cái phần lõi bên trong nó quay, thì cái tấm mặt cái mặt dưới nè, cái mặt dưới mình cắt nó hạ xuống như đây nè các bạn, để làm gì? Chỗ này mình quấn, mình làm cái trục rulo mình quấn nha. Chế tời siêu ngon ha. Thằng này bỏ đi nha. Đó, đây lắp một động cơ size 86. Thì size 86 thì mình có thể gắn động cơ sạc vô được các bạn. Sạc vô một ngựa nha, 750W gắn vô đây. Còn cái phần mặt bít này mình hạ xuống chứ mình cắt lại để cho cái này làm cái rulo cuốn ha, cuốn cáp. Đó, con này tời cỡ 2 tấn thoải mái. Nếu mà các bạn làm cái động cơ sạc vô 1 kg đi, ký 2 kg gì đó ha. Là mặt bít gắn vô. Còn cụm này thì nếu mà khó bán quá thì chắc xả ha, xả. Đó. Cụm này thực ra là xả lấy cái mặt này để cái cụm này để làm cái CNC á, trục X, trục Y, trục Z gì đó ha, rất là cứng vững. Hàng này thép nha, của Nhật. Đó, mình xả từ từ ra bán nha, chứ để vậy không ai mua hết. Còn không khách nào cứ tới nhà cân hai cụm này 38k/kg giống như mình mua về đó.
Vĩnh Tiền 38k một ký. Còn cây này để hoài mình cũng không xài tới. Cây này bữa nay mình giảm sâu luôn, giảm thêm 100k là còn 200 bao ship, coi như mình thu về cây này tầm tầm 140 đó. Cây này giá lỗ bán luôn, một cái giá lỗ. Còn cái này vẫn là 200k một cặp nha. Cái này là mình xả lỗ các bạn, xả cắt lỗ 200k một cặp nha. Ủa xin lỗi, cái này này chứ 200k một cặp. Ti nâng hạ, nâng hạ 48mm ha, 200k một cặp, vẫn còn hoạt động ok, hàng mới chưa xài nha. Cái lô này mình ôm gần gần tấn, mình để bên nhà mình ha, gần gần tấn, nhưng bán cực kỳ khó. Thôi cứ 200k một cặp, giá mình bao ship luôn, coi như mình cắt lỗ từ từ, thu vốn từ từ. Còn cái này mình không xài, để lại các bạn 800 à, 800. Cái này Abitron hàng xịn nha, bên trong vẫn còn mạch đầy đủ hết nha. Có khách nào về nghiên cứu sóng RF 343 à 434 chứ, xài pin. Cái này là tay phát nha. Còn cái module nhận thì ví dụ như cái ở Cần Cẩu hay là ở đâu đó ha, ở xe cuốc hay ở đâu đó, tùy các bạn thiết lập nha. Cái này một module phát. Ở đây còn một con thắng từ gián tiếp. Thắng từ này là các bạn cấp điện nó mới thắng nha. Còn bình thường thì nó mở vậy nè. Đó. Cốt thì mình thấy cỡ 8 ly thì các bạn có thể nối cốt qua xài. 24V Acura. À, Ogura chứ. Mình cứ nhớ là Acura. Acura đố các bạn là gần đây thành thật thương tiếc chia buồn. Tác giả Bảy Viên Ngọc Rồng đã ra đi. Và một hiện tượng đang xảy ra nha, là tỷ lệ bán những cái chuyện manga Bảy Viên Ngọc Rồng á, ở toàn bộ các châu lục, ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, ở châu Á hay các kiểu Mỹ Latin, tăng đột biến, tăng gần 14 lần. Tức là một tháng ví dụ như bán 1000 cái. Bây giờ tác giả tên gì ta, Akira gì đó, đã ra đi nha. Thì tăng lên giống như một lời tri ân của những khán giả các bạn. Mình cái thời mà lớp 6, lớp 7 các bạn, là toàn tập mình là toàn vẽ Son Goku. Mình toàn vẽ không nha. Và có những quyển mình vẽ cực kỳ đẹp luôn á. Bây giờ không có còn các bạn. Nếu mà còn thì chắc rất là vui. Nhưng mà cuối cùng nó nát hết, nó đeo hút tiêu. Bảy Viên Ngọc Rồng. Ha. Một thời 8X ha, những 8X, 9X là một thời ha. Còn cái cụm này nếu mình để như vậy nha, 900 bao ship đó. Còn thêm cái IC thì lấy các bạn thêm 250k nữa thôi. Mình mod về 24 cho tới 48. Khách cấp điện cỡ nào cũng chạy nha. 48 thì rất là khỏe. Con này 618W, hàng của Mỹ nha, brush led không chổi than. Đó. Nha, này của Mỹ các bạn, nguyên bể vậy nè. Khách về có thể cắt ngang đây nè. Lấy cái này xong các bạn mà khoan lỗ ốc. Oh, hello em.